lên bên hai nó gắn bị đụng cái tay lái. Mình không biết. Hello anh em, đây là cái thùng G12N đã được gắn móc treo SH nhá. Đây, móc treo SH này. Hai bên hai cái chỉ 180.000 thôi. Ok. Cái này là bắt ốc lục giác chắc chắn luôn. Rồi, tiếp theo này nhá. Rất là nhiều anh em hỏi á, cái G12N đấy. G12N gắn bị đụng cái tay lái. Mình không biết anh em gắn kiểu gì nhá. Có rất là nhiều anh em nói, nếu mà một người nói thì mình bảo là có thì các bạn gắn sai, nhưng mà nhiều người nói á thì mình cũng phải suy nghĩ lại. Và đây, đây là bên mình gắn này, nó gắn chạm này chứ không có chạm đâu. Ok, có thể á, theo ý kiến chủ quan của mình nhá, là có thể các bạn đã chêm con này lên. Mình không biết nhá, tại vì đồ zin không hề có con chêm nào hết. Có thể các bạn chêm con này lên, mình đẩy cái thùng cao lên ha. Tất nhiên thì các bạn có thể có một số khách ở trên họ bảo là G10N ok hơn, ok. Nhưng mà mình vẫn khuyên là gắn G12N là vì sao, nó có cái lòm này, các bạn sẽ mở được yếm cao hơn, đúng không? Đây, mở cao hơn này, đổ xăng yên này, đổ lại rồi, yên này đổ lại rồi nhá, nên là hơi thấp.